được, đẹp quá, đường xuống biển kìa, trời. Biển đấy hả? Đúng rồi, đường xuống biển. Đây là biển nó chưa hoàn thiện cho nên này, đúng rồi, nó chưa hoàn thiện rồi nó không được, mở quá trời nhà cả nhà. Xuống biển tắm nó gần. Nhà đẹp quá. Đó. Ủa mà cái này tính ra khu vực này tệ lắm, cũng có trăm cái nhà, trăm ngàn căn nhà. Mấy ngàn cái chứ. Mấy chục ngàn chứ làm gì. Mấy chục ngàn căn hộ. Mấy chục phố nguyên như có một thành phố như này. Ô bên này nè, bên này nè, hoàn thiện nó gần được rồi mà chưa được. Nó chuẩn bị. Hiện tại bây giờ dân cư nó chưa có. Nó chưa hoàn thiện mà nó chưa có. Nó xây nguyên một thành phố mới luôn đi. Kinh thì qua bên kia nhiều khu lắm. Ồ, phía trước mặt là biển nè, trào đâm xuống biển coi. Cứ đâm xuống biển rồi đâm lên rồi về. Ờ. Ồ, bên kia đó, ở dưới đây là đường biển nè. Đó là tầng căn hộ vậy. Đó. Nó đang quá trình xây. Hôm nay là sáng ngày thứ hai phải không mày? Tôi à, ta chuẩn bị về thành phố nhưng mà trước khi về thành phố cũng còn tiếc, nó vẫn còn như cái điểm mà mình cần phải tham quan đó. Ồ, mà nó xây đầu nhà như dây kinh khủng chưa. Đây là từng căn hộ. Ồ, má ơi, mẹ ơi, đúng mấy gì không biết bao nhiêu tiền câu cái tâm y chắc là cũng trên 1 triệu đô. Hình như chọn có mấy nhà này có người ở rồi sao? Không, mà chưa hả? Chưa. À, có cái xe là có người. Người đấy, có xe là có người. Tập nghĩ là vậy đó, ở có xe là có người. Đây nè, chỗ này là khu người ta đã có ở rồi. Nó không cho quay phim mà ơi, tôi nghĩ quá. Vô nữa hả? Không, chạy ra đi rồi. Đây là một cái trung tâm là cái dạng như thương mại dịch vụ á. Thương mại dịch vụ đấy, hội nghị đấy. Để hội nghị. Thương mại dịch vụ là để hội thảo hội nghị cái thứ. Ui mà coi nè. Trời ơi. Ui thấy xe chưa? Ui đẹp quá. Cái đất này phải lên 70 triệu nhé. Kinh khủng chưa? Bởi vì cái đất chỗ này nghe nó kinh khủng. 1 hecta mà 70 tỷ. Điểm check in để vô chơi. Trái về bên dưới đi. Đây là về này. À, bữa trái này về đi. Ồ. Đi vậy thôi, đi về đi sáng rồi đi rồi. Thôi được rồi, thôi về đi sáng rồi thôi. Quay nay giờ biển quay. Đây biển nè. Đấy, chúng cứ đi vào thì em xin ngon được chứ. Cho anh đi rồi cho anh biết, để biết được quê hương mình về như thế đó mình lêu lâu rồi lên. Trời ơi, đây tàu bè đẹp quá ha, tàu bè đẹp quá. Tàu bè chưa? Đi lên biết lâu lâu thì nói chuyện với người ta, nó tự tin. Để có cơ sở, có cơ sở, làm, nó tự tin chứ còn không khơi nó miệng nó nói mày đâu mà đưa ra tao coi này kia coi. Đây, tao cho tụi bay coi. Đi như vậy là mục đích là đi mục sửa thì đi trực tiếp để đi hành đi coi dân chúng làm ăn sao sao ở bất chuyển đến đâu. Để lâu lâu mình nói chuyện với anh em nó tự tin, có cơ sở. Không nói tụi trông cộng nó đúng quá, lên nói không mà. Chả có một cái hình ảnh cơ mà là Việt Nam ăn mày ăn chip nhiều, với bán số nhiều. Không quay được cái hình ảnh nào đưa lên. Đây thế rồi đi thì qua có thấy người bán số đâu. Có thấy người chi được, không có người nào đâu. Đúng rồi, ngày tối hôm qua tao đang ngủ về cái giật mình thức dậy thì đâu có cái diễn đàn nào của nào biết bên Pháp thì bên nào. Nó nói Việt Nam mình giờ loa phường nó đủ, nó phát tiếng Tàu nữa, đủ nó chiếm gần hết đất nước rồi. Đủ quá. Đủ quá, tao cười quá, đủ tao gọi tao cười quá, tao ngủ luôn, đủ quá. Được chống cộng kiểu như đó thôi, tôi không được ngủ sướng hơn, được quá tiếng lầm. Tiếng lầm thiệt cái độ nhiều khi mình nói ok, được rồi. Thiên tử bên đây là vi hành đó.